Kính thưa quý vị, doanh nghiệp đến từ Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh hoặc thậm chí xa hơn khi có yêu cầu về phát triển sản phẩm theo hướng gia tăng hàm lượng chất xám và giá trị đều có thể liên kết với khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm. Điều này đang được khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành công và hứa hẹn nhiều tiềm năng mới. Từ những cánh rừng cây gió bầu ở Đồng Nai, hợp chất Manziferin với tác dụng kháng ung thư, kháng oxy hóa, kháng khuẩn và virus đã được chiết tách thành công và đưa vào quy trình điều chế. Công trình do nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đây cũng là sản phẩm hợp tác mang tính liên kết dùng thành công giữa Trung tâm Nghiên cứu triển khai và một doanh nghiệp địa phương. Đây là sản phẩm duy nhất hiện nay mà sử dụng Manziferin ở kích thước nano để cho có thể ứng dụng được trong thực phẩm. Trung tâm Andy sẵn sàng tiếp nhận tất cả những cái đặt hàng của các doanh nghiệp để mà ứng dụng trong cuộc sống. Thì nếu mà kết hợp với doanh nghiệp thì việc thương mại hóa các cái đề tài nghiên cứu khoa học ra thị trường là điều hết sức khả thi. Đóng vai trò là đơn vị tiếp nhận các yêu cầu nghiên cứu, phát triển và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cho các doanh nghiệp. Việc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai đang hướng đến liên kết với các đơn vị sản xuất ở các địa phương, tạo thành mối liên kết dùng trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Thực ra, Trung tâm Nghiên cứu triển khai cũng giai đoạn qua cũng đã có những cái hợp tác đối với các cái tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như Bình Dương. Các tỉnh này lại có về cái nguồn nguyên liệu. Cái ưu điểm ở trong khu nghệ cao đó là chính là cái đội ngũ R&D. Như vậy thì rõ ràng là vừa tạo công an việc làm các tỉnh và vừa phát triển được các cái hệ sinh thái. Cái sự liên kết chúng tôi đã nói rồi, không phải chỉ giúp hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố làm cái chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn này, mà còn chúng tôi liên kết với các tỉnh thành phố xung quanh.